chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Hôm nay tiếp tục xưởng tôi do ra mắt cái dòng xe Dongfeng 9 tấn đời 2015 được đóng hoán cải từ cái xe Phùng Nguyên Bài sang xe nâng đầu chở máy. Đây, hộp chân 20x20, chân to. Xe thì đang trong quá trình chờ lắp tời kéo các bạn nhé. Xe thì tải trọng sau khi đóng xong là còn 8 tấn. Thùng dài là 7m3. À 7, xin lỗi các bạn, là 7m1. Rộng là 2m4. Đây, theo xe thì trang bị một cặp chân nâng, chân nâng thủy lực. Đằng sau chân thì có hai cái trống cho xe lên xuống. Đó, bên trên sàn thì được trang bị ở những cái gân để giúp máy di chuyển lên. Rất là đẹp. Sàn thì áp dụng lót tôn dày 5 ly các bạn nhé. Này, sàn thì toàn bộ bên mình lao hộp là 100x100 toàn bộ theo chiều dài thôi. Toàn bộ là hộp hết nhá, 100x100. Đây, vành bàn là vành bàn dày 18 ly các bạn nhé. Vậy những ai đang có nhu cầu mua xe nâng đầu chở máy thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Thành Tâm Auto 0911 696 444. Xin chào các bạn.